Sau 6 tháng chính thức phát động, từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, ngày hôm nay ngày 23 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Y tế và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức tổng kết và trao giải cho những tác phẩm báo chí đoạt giải trong cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện, lựa chọn, trao giải cho các phóng sự phát thanh và phóng sự truyền hình xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đã có 82 tác phẩm truyền hình và 29 tác phẩm phóng sự phát thanh được các tác giả gửi về tham gia dự thi. Và kết quả, có 14 tác phẩm phát thanh và 15 tác phẩm phóng sự truyền hình được trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và giải nhân ái. Các tác phẩm tham gia đều có giá trị nhân văn cao và đạt được hiệu quả truyền thông tới người dân và dư luận. Cũng tại đây, lễ trao giải cuộc thi ảnh ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19 đã được diễn ra với 30 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn đã làm nổi bật những hình ảnh cảm động về cán bộ y tế, các chiến sĩ quân đội, công an Việt Nam trong công tác dự phòng, chống và điều trị COVID-19.